Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập Tiếng Việt lớp 2 tuần 27 trang 40 Ôn tập giữa học kỳ 2 Tiết 7 Bài tập số 1 Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi vì sao Đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng. Câu E. Sơn ca khô cả họng vì khát. Ở đây các em có thể đặt câu là vì sao sơn ca khô cả họng và câu trả lời là, là vì khát. Như vậy vì khát chính là bộ phận câu trả lời cho câu hỏi vì sao. Rồi tiếp theo, kem sang câu B. Vì mưa to, nước suối dâng ngập hai bờ. Và các em có thể đặt câu là vì sao nước suối dâng ngập hai bờ? Câu trả lời là vì mưa to. Như vậy vì mưa to chính là bộ phận câu trả lời cho câu hỏi vì sao. Tiếp theo các em sang bài tập số 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm. Câu A e. Bông cúc héo lẻ đi vì thương sốt sơn ke Rồi bộ phận câu được in đậm ở đây là Vì thương xót sơn ke Như vậy để đặt câu hỏi cho bộ phận này Thì các em chỉ việc bỏ bộ phận in đậm này đi Các em thêm chữ vì sao vào trước câu Và các em bỏ bộ phận in đậm đi Thì chúng ta có câu hỏi là Vì sao bông cúc héo lẻ đi Tiếp theo các em sang câu B. Vì mãi chơi, đến mùa đông, ve không có gì ăn. Bộ phận in đậm ở đây là vì mãi chơi. Rồi để đặt câu hỏi cho bộ phận này thì các em sẽ bỏ bộ phận này đi. Các em thêm chữ vì sao vào đằng trước. Ta có câu hỏi là vì sao đến mùa đông ve không có gì ăn? Rồi. Câu trả lời là vì mãi chơi. Vì ve mãi chơi. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau. Câu E. Khi cô hoặc thầy hiệu trưởng nhận lời đến dự liên hoan văn nghệ với lớp em, thì các em có thể đáp lại là Chúng em cảm ơn cô hoặc thầy đã nhận lời ạ. Tiếp theo em sang câu B. Khi cô giáo hoặc thầy giáo chủ nhiệm đồng ý cho lớp em đi thăm viện bảo tàng thì trong trường hợp này các em có thể viết lời đáp như sau thật hay quá chúng em cảm ơn cô hoặc thầy ạ à. tiếp theo em sang câu c khi mẹ đồng ý cho em đi chơi xe cùng mẹ rồi trong trường hợp này thì các em có thể viết lời đáp là thích quá mẹ thật tuyệt vời con cảm ơn mẹ ạ Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.